chào mọi người nhá. Hôm nay mình lấy cái máy tuốt mini. Còn có mấy cái là bây giờ hết vụ rồi, công ty không sản xuất nữa. Nên là còn có mấy cái hôm nay đi thực tế luôn, đi leo đồi thì lên tuốt lúa nương cho các bác này luôn nhá. Bác này thì gia đình cũng rất là hoàn cảnh khó khăn nên là hỗ trợ bằng máy tận nhà, và bởi vì cũng gần nhà mình cách có 20 cây thôi. Nên là mang đi tận nhà cho bác ấy và mang lên nương test thử nhá. Nhưng mà sợ nếu không làm được thì bác ấy lại mà đầu tư cái máy ra nó cũng tốn tiền đấy, nên là mình về để làm được. Hoặc là bác nào ví dụ như là chưa làm được ấy thì bây giờ mình đã có sẵn poly rồi nhé, tức là thay cái bộ poly vào cái poly mới vào ấy, tức là có hai cái poly. Một cái poly là để mình để thay vào động cơ để tăng cái tốc độ vòng quay của nó lên, là poly to, thay poly to hơn vào, đường kính to hơn thì nó sẽ tăng cái tốc độ vòng quay lên và cái giảm cái poly của cái cánh quạt đi, thì nó sẽ cái quạt gió nó sẽ khỏe. Còn cái thóc sạch, rơm sạch thì nó đảm bảo rồi. Rơm sạch nó đảm bảo, còn cái thóc sạch thì nó tùy từng loại lúa. Ví dụ cái lúa khô của mình ấy thì nó lúa mà để nó khô quá, ví dụ như các bác ở Tây Bắc là hay cứ đánh đống vào đấy rồi để tuốt ấy. Xong cái tuốt ấy thì là nó khô, nó bị ải cái cây dạ đi, nên là cái này nó dùng răng đập, nên là khi nó đập thì nó sẽ bị rất là nát cái dạ. Nên là nó bị rụng, nó rơi xuống dưới sàng là nó hơi bẩn. Cái đấy thì mình đã tăng cái thiết kế poly khác. Bác nào mà đã mua máy bên mình mà thóc nó hiện tượng nó bẩn nhá, mà tuốt cái thóc khô ấy, thóc tươi thì thoải mái luôn. Thóc mà vừa gặt xong một sáng gặt chiều hoặc hôm sau sau nữa tuốt thì thoải mái. Thì là cứ liên hệ mình sẽ gửi miễn phí cho hai các bác một bộ poly mới, không tính tiền, không tính cước nhé. Để làm sao về mình dùng mình hiệu quả, chứ đầu tư tiền ra rồi để về phải làm được. Đó, ok mọi người, cảm ơn mọi người nhá. Mọi người theo dõi mình nhá, đi theo mình để chở máy lên cho bác ấy nhá. Và cái nữa là đăng ký kênh giúp mình nhá. Có gì sản phẩm mới về nông nghiệp mình sẽ đăng lên cho anh em bà con tham khảo. Đấy, cho các chú các bác, anh em cái nào đó phù hợp với ứng dụng gia đình nhà mình thì mọi người tham khảo nhá. Thì nếu mà có nhu cầu thì liên hệ mình hỗ trợ cước vận chuyển. Đấy là trong tỉnh Tuyên Quang hoặc một vài tỉnh lân cận thì mình sẽ hỗ trợ cước vận chuyển. Xa quá thì mình đang hỗ trợ mình thêm một chút tiền cước. Ok, cảm ơn mọi người. Đang lái xe. À, lên cái dốc kia phải hộ đẩy đấy. Dốc cao đấy kia. Quá dốc luôn. Đường này trơn này. Đường đất đỏ, dốc lắm. Rồi, dốc đứng luôn này. Mình sẽ tuốt không à, anh ấy tuốt nhá, tuốt rồi cho mọi người tí xem thóc mẩy thóc lép là như nào nhé. Cái này mình đã tăng cái poly của cái động cơ lên rồi nên là rất là khỏe. Lúa nương nên nó hơi dài đấy, dài dai cứng. Đấy, mình tăng cái poly của cái động cơ lên là nên là cái quạt gió của cái thằng thóc lép nó rất là mạnh nhé, từ xa nhé. Yeah.
tai đây, tai con tai nhé, tai ướt rồi này. Tính mình sang xem tốt hết để sang xem nó thóc nhé, là sang xem nó thóc luôn. Nó bị chặn lại anh ạ, nó chặn ở cái gờ kìa. Thóc này khó tuốt hết đấy, lúa nương này hơi khó tuốt đấy, từ từ thôi, cẩn thận thôi. Đấy, nó bị cắn ở cái gờ đấy. Mình phải lấy cái loại lúa khó như này đúng không? Tươi mới ướt thế này đúng không? Ướt thế này thì khó hơn thế đấy. Mà dài, cô cắt dài quá. Dài đúng không? Mà tóc nó lép nhiều. Tóc nó lép nhiều quá. Nó cứ góc khẩy như này thì như bó rồi. Cái này là sạch rồi. Còn lép thôi đúng không? Lớp này thì đảm bảo sạch luôn. Thấy thế nào, được không? Thóc này quá khó tuốt ấy. Thật. Lúa nương mà nó kiểu khấp khểnh như này mà nó dai mà nó nặng, à nó cái nhất là nó dai và cái nó nhiều mủ nhiều chấu này, toàn chấu này. Rồi, chấu này. Nó ướt quá. Đây này, rơm này ướt này. Khóa lại xăng đi anh ạ. Sạch. Nát hết rơm luôn này. Đấy, các bác cứ sợ không làm được phải mang cái tận nơi lên tận nương làm đây này. Sợ quảng cáo kiểu quảng cáo không thật đấy đúng không? Mang tận nương làm. Đèo tận lên nương. Chạy xăng chứ. Xăng trắng. Cái này là dầu động cơ 4T nhá, anh làm tầm 3-40 tiếng thì anh thay giúp em cái dầu nhớt đi nhá.
Nói thêm biết được như... Cái này là nhớt 4T, động cơ 4 kỳ thì mình sử dụng như xe máy đổ xăng trắng. Xăng trắng không phải 2T vào. Đây nha, cái này là công tắc nha. Đây là công tắc này, bật này. Cái này là mở nhá. Đây nó có mũi tên chỉ ra là để mình mở này. Đây. Mũi tên chỉ thế, đây là để mở khóa xăng này, đây khóa xăng này. Đây cái le này. Khi nào nó khó nổ anh đóng cái le lại. Đóng cái le lại xong rồi giật nổ lên cái là mở le ra nhá. Đây là ga này. Đấy. Còn cái này mà anh vận chuyển đèo một xe máy ấy, thì trước khi lên thì anh tắt bật công tắc lên. Khóa hết xăng lại, xong anh giật cho em vài cái để cho nó đốt hết cái xăng mùng đốt đi. Lúa này quá khó tuốt nhỉ. Mà dạ nát thế này cô nhỉ? Dạ nát. Cái này chỉ có cần kéo le thôi à, không phải ấy. Vâng. Cái này chỉnh này này, bật... nhưng mà nó bay ác quá đây lại chỉnh cái này này, chỉnh ga. Là chỉnh ga nhá, tức là như này cô nhá, cứ ga to lên giúp cháu một tí. Nếu mà thấy hiện tượng thóc nó bắn ra nhá, thóc bắn ra thì mình mở cái cửa gió này ra để cho nó cái gió nó vào ít đi. Vào cho cái gió nó ra đây nó nhẹ đi là nó sẽ không bị hiện tượng thóc bắn ra theo rơm. Đấy. Còn cứ ga to lên tí thì nó thổi sạch bởi vì cái này nó nhiều mủi nhiều trấu quá. Lún nương này nó nhiều mủi nhiều trấu. Có gì galo em? Đấy kia sang thì gửi xe ATK sang đồ phụ kiện đi. Các thứ cái này thì ít khi nó trục trặc lắm.